Xin chào quý vị và các bạn. Trong những ngày đầu của tiết khí thanh minh, nắng nóng có xu hướng giảm dần ở các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng lại xảy ra trên diện rộng. Cụ thể, ở miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh cuối mùa, nên áp thấp nóng phía Tây suy yếu dần, trời nhiều mây, có nắng gián đoạn ở phía Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 28 đến 31 độ. Còn các tỉnh Tây Bắc nắng nóng còn diễn ra nhưng mà cường độ thì giảm dần. Đến tối và đêm khi khối khí lạnh tác động, vùng núi phía Bắc như là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, kèm theo đó là nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng thấp nóng yếu đi, hiệu ứng gió phơn cũng giảm cấp theo. Diện nóng ở miền Trung thu hẹp lại đáng kể, chỉ còn xuất hiện ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, chỉ từ 35 đến 37 độ. Chỉ một số nơi như là Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà hay Nam Đông, nhiệt độ cao cận ngưỡng 39 độ, không còn nơi nào xuất hiện mức nhiệt trên 40 độ. Trong khi Bắc Bộ, miền Trung nắng nóng có xu hướng suy giảm thì ở phía Nam, nắng nóng có xu hướng gia tăng về diện và cường độ khi khối không khí ổn định đang lấn mạnh từ phía Tây vào và bao trùm toàn bộ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại đây, trời nắng sớm và kéo dài cho đến chiều muộn, cường độ mạnh vào trưa chiều nên nhiệt độ cao nhất hầu khắp các tỉnh thành đều trên 35 độ, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp phía Tây, gió Nam đến Đông Nam vẫn mạnh cấp 5 có lúc cấp 6. Các vùng biển ngoài khơi bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết và tình trạng biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Tại thủ đô Hà Nội, tác động của vùng áp thấp giảm đi đáng kể, trời chuyển nhiều mây hơn, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, khả năng mưa xuất hiện cũng cao hơn ở mức trên 40%, nền nhiệt lúc này ở khoảng là 25 đến 26 độ. Còn trưa chiều trời nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng là từ 29 đến 30 độ. Thành phố Đà Nẵng hôm nay tiếp tục có khả năng mưa thấp, xác suất dưới 10%, trời có nắng nhưng cường độ nắng giảm nên mức nhiệt cao nhất ngày sẽ giảm nhẹ, còn khoảng là 33 đến 34 độ. Trời cận ngưỡng nóng nên sẽ có một chút cảm giác oi bức về trưa và chiều. Thành phố Hồ Chí Minh nằm sâu trong khối không khí ổn định, vì thế xác suất mưa cũng thấp, chưa tới 10%, nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở thành phố Hồ Chí Minh cao trong khoảng là từ 27 đến 28 độ, còn cao nhất trong trưa chiều nay sẽ là 36 độ, trời nắng nóng từ 12 đến 17 giờ. Quý vị chú ý có các biện pháp để đảm bảo sức khỏe khi nắng nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Do chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh cuối mùa nên trong 24 giờ tới, Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa thường xuất hiện vào thời điểm chiều tối và đêm, còn ban ngày trời nắng xen kẽ với những khoảng nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Riêng khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ là từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Với miền Trung, từ ngày mùng 5 tháng 4 nắng nóng giảm hơn, cụ thể là từ Nghệ An xuống đến Phú Yên chỉ còn ở mức nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Còn khu vực Khánh Hòa xuống đến Bình Thuận và Thanh Hóa trời nắng nhưng không có nắng nóng, nhiệt độ ở khu vực này dao động từ 32 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới tiếp tục có nắng cả ngày, trong đó ở Tây Nguyên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Còn ở Nam Bộ có nắng nóng nhiều nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn vào trưa chiều. Về chiều tối và đêm trên các khu vực có mưa rào và dông diện vài nơi, nhưng trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, dự báo trong 3 ngày tới ở khu vực Bắc Biển Đông và phía Bắc của giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục duy trì gió Nam đến Tây Nam, cường độ ở mức cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có gió Đông cấp 3, cấp 4, mưa chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.